Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Thì trong video này em xin gửi đến quý anh chị và các bạn phiên bản Ford Ranger rẻ tiền nhất, Ranger XL hai cầu số sàn. Như em làm ở trong những cái video trước thì đây là phiên bản có thể nói là chuyên chở cho các bác, phục vụ tối ưu về công việc. Đấy, đi lại công trình, chở đồ, chở đạc mà không phải xót xe. 616 triệu đồng là giá niêm yết của em nó. Và trong thời điểm này thì bên em đang giảm từ 20 đến 26 triệu đồng, tức là giá bán khoảng 590 triệu. Ở lăn bánh tại Hà Nội thì các bác chuẩn bị cho em vào khoảng ngoài 640 một tí. Trả góp tối thiểu thì hết tầm hơn 180 triệu. Và các bác ở tỉnh với cái mức khuyến mại giá bán là 590 thì chúng ta lăn bánh vào khoảng tầm 630, hơn 630 một chút nhé. Trả góp tối thiểu từ khoảng 170 triệu đồng. Phiên bản này thì là phiên bản thấp nhất và rẻ nhất hiện nay đang bày bán của Ford Ranger. Xe thì đã là xe 2021 rồi. Chúng ta có bóng halogen này, đèn xi nhan này, pha cốt halogen này. Đó. Mặt lưới tản nhiệt mới này, lưới tản nhiệt 2021 này. Xe thì không có đèn sương mù, không cảm biến phía trước. Đó là những cái điểm thiếu của phiên bản này. Phần đầu xe thì dễ nhận ra thôi. Tuy nhiên thì thân xe là cần chúng ta sẽ tối giản, tối lược đi càng nhiều càng tốt này. Ví dụ như là la răng này. La răng này khá thô đấy. Đây la răng này. Phiên bản này là phiên bản thấp nhất. Không có thanh giá nóc. Đó. Trông xe khá trơn. Gương chiếu hậu cũng không có đèn xi nhan tích hợp bảo rẽ nhá. Vẫn là gương cầu to như này. Đặc biệt là không có bậc lên xuống. Rồi, ký hiệu 4x4 hai cầu. Ở phiên bản này thì cũng không được trang bị camera lùi hay là cản sau nhé. Chúng ta sẽ thụt luôn cái cản sau ở phía này. Đấy. Đây này. Đèn xe này là xe được trang bị sẵn một lót thùng rồi. Cái này là do khách hàng phía bên em đặt nhé. Nguyên bản thì nó sẽ không có theo xe đâu. Đó các bác xem phần thân này, không thanh giá nóc này, không bậc lên xuống này, lá răng xấu này. Rồi xem nội thất xem như nào. Rồi nội thất này, đèn cơ bản này, thậm chí còn không có chỉnh đèn nữa. Cái này chúng ta chỉ xoay cái ra xong thôi, lên tăng giảm độ sáng đèn cabin này, mặt đồng hồ analog. Xe được trang bị điều khiển điện thoại rảnh tay thôi này. Không có cruise control phía bên này nhá, giống như trên XLS. Ở đầu DVD, cái này cũng chỉ tưởng ra là nghe đài thôi. Các bác muốn độ đẽo mà lắp cam lùi các thứ thì các bác liên hệ giúp em. Đấy, điều hòa này. Tất nhiên là một vùng rồi. Số sàn, phanh tay. Cơ bản nó là giá rẻ hai cầu, tối ưu, vô lăng điện nhá. Đấy. Khỏe nhất của em nói là vô lăng điện, cân bằng điện tử các thứ. Đây hai cầu đây. Chúng ta có hai cổng sạc này. Ok chưa ạ? Ghế chắc chắn nó chỉnh cơ rồi. Hàng ghế thứ hai chúng ta cũng có cổng sạc nhá. Bộ kích lốp dự phòng thì các bác rút giúp em cái dây ở đây. Đấy. Kéo ghế ra là có kích lốp dự phòng. Rồi 616 triệu giờ bán loanh quanh khoảng 590. Bọn em tặng kèm thêm cả phụ kiện theo xe. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua xe bán tải giá rẻ trả góp hay cần tư vấn thêm về sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đang đính kèm trên màn hình. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.